Rồi, Hyundai Avante số tự động 2013. Em ăn mới lên sóng thì ngày hôm nay chú và các anh trai ở Thủ Dầu Một xuống xem xe và chốt full tiền mang xe về luôn. Một em Avante số tự động cửa nóc, cái tầm tiền nhô 300 triệu một chú thôi, rất là hợp lý. Ngày hôm nay thì cũng rất là may là bên em đã xì ba xong xuôi hết rồi. Và cũng chú cũng lắp thêm cái màn hình, lắp thêm cái màn hình Android 9 inch. Em ăn cũng cho anh em ráp và cho chú ha. Đó, màn hình Android, có cam lùi, cam hành trình, có vệt mát chỉ đường, rất là ok. Đấy, một em xe mà rất nhiều quý cái hàng có điện. Đấy, nhưng mà cũng rất là xin lỗi tất cả anh chị vì em An sẽ ưu tiên những cái khách hàng nào đến trước nhanh gọn nhất. Rồi, cảm ơn anh và chú đã tin tưởng ủng hộ siêu thị ô tô Bình Dương. Rồi, chúc gia đình mình đi tốt dùng bền, nhiều tài lộc, may mắn. Rồi, đây là cháu gái, cháu ngoại. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nhá, cảm ơn chú rồi. Cảm ơn anh trai, cái này là từ cái đầu kia ấy, màn hình kia ấy. Cứ để lại thích thì cầm, cái nó cũng chả ai dùng mấy đâu. Rồi, rồi cảm ơn gia đình mình nhá. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, thay mặt cho siêu thị ô tô Bình Dương, em An xin chân thành cảm ơn anh và gia đình. Xin chào.